Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng Giêng 2017, tức mùng 1 Tết Đinh Dậu. Trà My cùng toàn ban Việt ngữ kính chúc quý vị một năm mới, an vui, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Mỹ rút khỏi TPP, Việt Nam nên làm gì? Việt Nam nhận tàu ngầm thứ 6 từ Nga, cùng những phóng sự đặc biệt ghi nhận không khí đón Tết tại nhiều nơi trong nước. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Một ngày sau khi tân Tổng thống Donald Trump hôm 23 tháng Giêng ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Trung Quốc tuyên bố cam kết tiếp tục dấn chân vào tiến trình hội nhập kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong tinh thần cởi mở, nhiều thành phần và minh bạch. Phản hồi tức thời của Trung Quốc cho thấy dường như Bắc Kinh đã chờ đợi thời cơ từ lâu và sẵn sàng xoán ngôi của Mỹ trở thành nước dẫn đầu luật lệ thương mại toàn cầu. Nhưng liệu Trung Quốc có thể hoàn thành tham vọng đi đầu về toàn cầu hóa hay không? Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nhà kinh tế từng là vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, người có nhiều công trình nghiên cứu và đóng góp cho tư duy kinh tế Việt Nam. Tùy theo thái độ của Trung Quốc cũng như là của Mỹ, nó cũng tùy theo thái độ của các nước khác. Tôi không nghĩ rằng là họ sẵn sàng họ mở cửa cho Trung Quốc để Trung Quốc tàn phá nền kinh tế của họ. Ngoài niềm tin của các nước và uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế, nội bộ đầy mâu thuẫn của Trung Quốc cũng là một yếu tố khiến Bắc Kinh khó có thể điền khuyết cho Mỹ. TPP do Mỹ dẫn đầu sụp đổ, các chính phủ và giới doanh nghiệp châu Á đang chuẩn bị hướng mắt tới các hiệp định thương mại đa phương thay thế khác, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện do Trung Quốc dẫn đầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng RCEP của Trung Quốc khó có thể lấp khoảng trống mà TPP để lại. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, một nhà bình luận phụ trách các chuyên mục kinh tế cho nhiều báo đài ở hải ngoại. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó không có xảy ra. Các quốc gia đều cũng hiểu rằng làm ăn với Trung Quốc đó là Trung Quốc sẽ lấn những cái thế mạnh khác về kinh tế lẫn cả về an ninh nữa. Thành ra chưa chắc cái giải pháp mà của Trung Quốc nó đã thành công cho các cái nước khác, kể cả trong trường hợp của Việt Nam. Nhất là khi Việt Nam đó là đang muốn thoát khỏi cái ảnh hưởng, gọi là cái sự lệ thuộc kinh tế quá lớn vào Trung Quốc. Thành ra tôi cho rằng là không nhất thiết vì cái vụ TPP này bị bác bỏ mà Việt Nam đã lật đật ôm chầm lấy cái gọi là cái hiệp ước đối tác kia mà do Trung Quốc đề nghị. Tại vì ngoài Việt Nam với Trung Quốc còn các cái nước khác nữa, mà các nước khác đó là họ không phải rằng là họ ngây thơ mà họ không nhìn thấy cái dụng tâm của Trung Quốc. Chưa biết Trung Quốc sẽ được lợi tới mức nào sau khi Mỹ từ bỏ TPP, nhưng trước mắt, quyết định của tân chính quyền Trump được xem là sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á, nơi đang rất cần sự hiện diện của Mỹ để cân bằng với một Trung Quốc trỗi dậy. Theo giới phân tích, trong một thế giới mới nhiều biến đổi, đầy ẩn số phía trước, đã tới lúc Việt Nam không thể trông chờ hay cậy nhờ vào một sức mạnh nào khác ngoài ý chí cải cách của chính mình, cải cách để đáp ứng với những yêu cầu mới trên sân chơi quốc tế và để tận dụng cơ hội cho chính mình. Phải cải cách những cái chuyện gì mà nó có lợi cho người dân Việt Nam, cho có lợi cho kinh tế Việt Nam. Thay vì rằng là mình cải cách cái đó là vì Hoa Kỳ nó đòi hỏi chẳng hạn, không. Phải tự cải cách để có được một cái hệ thống kinh tế và hệ thống quyết định nó thông thoáng hơn và nó tạo được một sức cạnh tranh cao hơn. Nhân cái cơ hội đó mình có thể thoát khỏi cái ảnh hưởng đã quá lớn từ phía Trung Quốc. Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP, Việt Nam chưa cho biết có kế hoạch cụ thể như thế nào. Việt Nam vừa nhận được chiếc tàu ngầm thứ 6 và cũng là chiếc cuối cùng trong hợp đồng năm 2009 giữa Nga với Việt Nam. Sự kiện này diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang có những động thái nhằm tăng cường khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Theo video trên YouTube của truyền hình Nhân dân, chiếc tàu ngầm lớp Kilo đã được vận chuyển từ Nga tới Vịnh Cam Ranh hôm thứ 6. Chiếc tàu được Việt Nam đặt tên là HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được giao cho Hải quân Việt Nam vào ngày 30 tháng Giêng. Tàu có trọng tải 3.950 tấn, có thể đạt tới độ sâu tối đa 300 mét và ở trên biển 45 ngày không cần tiếp nhiên liệu. Hợp đồng đặt mua 6 tàu ngầm giữa Việt Nam với Nga được ký năm 2009 với tổng giá trị lên đến 2,1 tỷ đô la. Với việc hoàn tất hợp đồng tàu ngầm, Việt Nam được cho là đã thực hiện được một bước trong nỗ lực hiện đại hóa đầy tham vọng trong việc tăng cường sức mạnh, chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai chống lại Trung Quốc. Trong ngày đầu năm mới, VOA Việt ngữ cùng mời quý vị ghi nhận một vài hình ảnh đón Tết của bà con người Việt trong nước. Nhắc đến phong vị Tết là nhớ cái mùi hăng hắc cay cay tỏa ra từ chiếc bếp đốt toàn củi gộc nấu bánh chưng. Để có một nồi bánh chưng thơm ngon dâng lên ông bà tổ tiên thì các nguyên liệu cũng phải được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Gạo nếp phải mua đúng chuẩn nếp cái hoa vàng, ngâm qua đêm, ướp nước lá ghiền, thịt phải chọn thịt vai sấn nửa nạc nửa mỡ, vừa mềm vừa thơm thịt. Đậu xanh phải chọn loại bở bùi thì bánh mới ngon, lá dong cũng phải được rửa sạch, tước sống và để ráo nước từ mấy hôm trước rồi mới đem gói. Ông Bình nói với VOA rằng gia đình ông đã nhiều đời gói bánh chưng như vậy ở những ngày giáp Tết.
Sống với gia đình em cũng lâu lắm rồi, từ ông bà tới giờ rồi. Em cũng sau này mới được nó có được cũng gần hơn 20 năm. Bánh chưng nó có nhiều ý nghĩa lắm, mà một năm nó để cải đình quay quần lại làm cái bánh chưng, rồi tập hợp lại kể chuyện năm đã qua, xong mình làm biết cho những bạn bè, biết cho người thân mình, nói cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Mình rất hạnh phúc khi mà gia đình được sum quầy lại, mọi người sum quầy lại làm một bánh chưng để cho nó có một cái không khí Tết. Gói bánh chưng bằng khuôn như vậy sẽ cho ra chiếc bánh vuông phức đều nhau. Người ta chỉ cần cho nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào khuôn gói bánh chưng đã lót lá dong. Đầu tiên là đổ gạo nếp vào trước, dàn đều ra khắp khuôn bằng phẳng. Sau đó cho một nắm đậu xanh lên, dàn ra cho đều. Tiếp đó là một miếng thịt đã ướp gia vị để ở giữa, rồi một nắm đậu xanh. Cuối cùng là đổ tiếp gạo nếp lên trên cùng, rồi gói các lá thừa lại thật gọn gàng, kín đều. Nhớ là cần gói chặt và đều tay các mối lạc. Nếu tự tin vào tay nghề của mình thì cũng có thể gói bánh mà không cần khuôn. Trong lúc gấp phải chắc tay thì chuyện gói bánh chưng tại nhà như vậy mới đẹp mắt và vuông vắn. Nhớ giấu các mép gấp lại bên trong. Cuối cùng gấp phần đầu lá dưới lên và gấp phần lá thừa bên trên lại tạo thành hình vuông cho bánh. Ngon dở của chiếc bánh còn tùy vào chữ tình của người gói bánh. Mình chủ yếu là làm cái bánh chưng này là để tặng biếu bạn bè, để gia dân trong gia đình hưởng thức với nhau thôi, quay quần lại chứ không về một bánh kinh doanh. Mình vui lắm chứ, một cái bánh chưng mình đôi bàn tay mình nấu ra, truyền thống gia đình mình thì người ta cũng quý, những người mình biếu người ta quý lắm. Bánh chưng nhà làm nó vui hơn, kỷ niệm hơn nhiều. Tuần về thì cũng chúc trong gia đình một mùa xuân đầy nhà này hạnh phúc, và chúc cho tất cả người Việt đó một mùa xuân ấm no và hạnh phúc. Các sống lá dong sẽ xếp xuống đáy nồi để tránh cháy bánh và cũng để nước luộc xanh hơn. Người ta xếp bánh lên trên, có thể thành nhiều lớp bánh và lá dong sẽ là lớp đệm giữa, đổ nước ngập toàn bộ phần bánh rồi đun lửa to đến khi sôi thì giảm bớt lửa. Cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì kiểm tra bánh một lần để xem mực nước. Nước hụt bớt thì cho thêm nước đun sôi vào, chứ không được dùng nước lạnh vì sẽ làm sượn nếp. Thời gian luộc bánh trong khoảng từ 8 đến 10 tiếng thì vớt bánh ra. Kinh nghiệm cho biết nấu bánh chưng bằng củi, nồi làm bằng ton thì chiếc bánh có màu xanh tự nhiên rất đẹp. Khi vớt bánh ra cho vào thau nước nguội, dùng khăn sạch để lau bên ngoài bánh, sau đó xếp bánh ra chỗ thoáng mát, dùng một miếng ván mỏng đè lên bánh, sau đó dùng vật nặng đè lên trên, làm như vậy để bánh săn chắc cho tới khi nguội. Ở Sài Gòn thời khắc này, Tết đang gần lắm rồi. Hàng năm cứ vào tuần lễ cuối của tháng Chạp là có hàng trăm ghe xuồng từ miền Tây nhộn nhịp chở hoa kiển cập dọc kênh Tàu Hủ, tạo thành chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền rất thú vị tại bến Bình Đông này. Phần lớn ghe hoa kiển ở đây là của nông dân xứ Cái Mơn chợ lách tỉnh Bến Tre. Nét chân chất quê mùa của người bán thể hiện ngay trong cách trò chuyện với khách. Khi mà anh thanh niên xứ Cái Mơn than đi ghe cực do con nước bị cạn, nhưng khuôn mặt luôn tươi rói rối với nụ cười. Thì trên quãng đường đi dưới thì lên đây thì có cái trở ngại là nước, vì nước nó hơi bị cạn, đi lên hơi tẻ, rồi chạy vô bến thì ghe nhiều quá, ghe trễ bến cực chứ lắm. Ghe hôm nay đó thì ghe tắc nó lớn quá, ghe em vô khó vô dữ lắm vô. Bị ghe lô quá thì lô mua có bề ngang có 3 mét mà đi cái ghe tới 6 mét hoặc còn 7 mét. Qua nấu luôn phải cực rồi, rất là cực luôn á. Công đoạn đó cái mai làm ra cái sản phẩm nó phải tải từ khoảng 3 năm đến 4 năm mới được thành phẩm được một cây mai. Như năm rồi á thì cũng có được như em muốn, mà năm nay thì chưa biết ra sao. Thì giá thành hiện nay ở đây thì giá nó cũng so với mùa mỗi năm chắc không hơn nổi. Tăng hơn mỗi năm, người ta thấy mua hơn mỗi năm á. Chẳng ai rõ chợ hoa Tết ở bến Bình Đông có từ khi nào, chỉ biết rằng từ khi tàu thuyền trên kênh Tàu Hủ lưu thông vào chợ lớn, dịp Tết đến là hoa trái khoe sắc trên bến lẫn dưới thuyền. Bến Bình Đông ngày Tết không hẳn là chợ nổi trên sông, nhưng nó vừa mang vẻ đẹp của một chợ hoa truyền thống ở đồng bằng Nam Bộ, vừa mang nét đẹp dung dị của khu chợ nổi trên vùng sông nước miền Tây thân thuộc, được hòa vào trong không gian nhộn nhịp và chật chội của đô thị Sài Gòn. Xứ hoa kiển miệt Bến Tre chịu cảnh hạn mặn kéo dài nên mấy chủ ghe cũng lo khách chơi khi nhiều loại cây kiển bày bán có phần không ưng ý lắm. Nước mặn nước nổi quá làm không được suôn sẻ chị.
Khó khăn là nhất là nước mặn á, mà nhà nước chưa có đê bao nên mình làm không được suôn sẻ. Gặp cái khó là hôm nay thời tiết nó hơi nghịch, mưa gió quá, mai nó không được đạt mấy như hơn mọi năm trước. Mong muốn là làm sao cây mai rất đẹp là nở qua đúng Tết cho bà con để năm sau em cũng tiếp tục bán tiếp tục kìa. Yêu cầu cái sản phẩm của mình làm ra thì sao mình yêu cầu mình bán được hết là mình mừng rồi. Dạ. Hình ảnh này là đêm cuối cùng của mùa hoa kiển bán Tết Đinh Dậu ở bến Bình Đông. Cây kiển vẫn còn tràn ngập chợ. Mấy năm gần đây do tiền bạc không còn được rộng rãi như trước nên người Sài Gòn thường để đến sáng 30 khi hoa kiển đại hạ giá, người ta mới tranh nhau mua. Thế nhưng năm nào cũng vậy, dân Thương Hồ vẫn mong mùa Tết tới sẽ đông khách chơi hoa kiển hơn. Và trong niềm hy vọng đó, trưa 30 Tết, các chủ ghe bắt đầu rời kênh tàu hủ, tạm biệt Sài Gòn để xuôi con nước về quê chuẩn bị cho cúng giao thừa. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Special relationship between our two countries. Today, the United States renews our deep bond with Britain, military, financial, cultural. There's no confirmation that the February talks are postponed. Die Wannsee-Konferenz. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera. Trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA bạn làm báo avong@gmail.com. Ban Việt ngữ Đài VOA xin cảm ơn quý thính giả, các chuyên gia, cộng tác viên, những người đã vận động, ủng hộ và đồng hành với VOA trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và ủng hộ của quý vị để các chương trình của VOA ngày càng phong phú và đáp ứng lòng tin yêu của quý vị. Xin kính chúc quý vị những ngày xuân êm đềm và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!